Hi anh em và welcome back to my canal. Welcome back to my canal anh em. Quên mất bán con kia đi. Giữ con già cũng được mà, giữ con già về đánh ấy cũng được mà. Giữ con già về đánh với già Gindu cũng được mà. Cũng ok. Đó, cái già Gindu này không có ai đánh cùng anh em ơi, nhưng mà tướng cũng xấu. Nên chúng ta sẽ rời vào đây thôi. Hẹn gặp lại anh em sau chuyện thua. Bye bye. A few moments later. Hai anh em, bây giờ mình sau cái chuỗi thua mình đang có bán thần này. Tạm thời thế này đã nè, trông hơi kỳ mà thôi, hiện tạm lau đang uy tín nhá. 80 85 trận này mình chuỗi thua không hiểu sao trừ khá là nhiều, nhức bùng. Chuỗi hồn luôn này, đồ đẹp ấy nhở. Như sau mấy trận đồ xấu thì bắt đầu mấy trận đồ đẹp nó quay trở lại anh em. Biết đánh gì luôn này anh em ơi. Biết đánh gì luôn anh em ơi. Biết đánh gì luôn. Không cần suy nghĩ nhiều. Uy tín luôn anh em ơi. Bạn kia bỏ game không? Uy tín luôn, biết đánh gì luôn. Không cần suy nghĩ nhiều. Không cần phải nói nhiều. Em đã biết điều. Chỉ một giáp bảo mệnh thôi em ơi, trận này không cần nhiều giáp bảo mệnh đâu. Nên có đại pháp sư đi. Thì chúng ta sẽ chơi những cái... Thậm chí nhá, bây giờ mình xoay sang đánh hạng ám cũng được nhá. Không phải yếu thế gì đâu nha. Xoay hạng ám được. Cân nhắc em ơi. Ám à, bây giờ có ngọc đại này. Một giáp một mệnh, giáp một mệnh thì không quan trọng. Truy hồn có rồi. Bây giờ đánh hạ ám mới là tí này anh em ơi. Bây giờ đánh hạ ám kia mới là chân ái. Con này trâu nhỉ, có gai ai cái gì mà trâu quá vậy. Sao mà sao. Ta khả năng sẽ xoay bài đi. Ta sẽ xoay hạ ám luôn đi. Ta sợ quá gì đâu mà. Cứ thủ làm gì anh em ơi. Cứ thủ về ra giòn sớm các thứ trông cho nó đáng sợ chứ. Hay thì hơi hèn rồi. Không ai có thương đâu, chơi game thoải mái thôi. Chơi game thoải mái thôi anh em ơi. Thôi rồi, sao mặt này, bỏ game rồi.
baby, bye 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 bye. Rất nhiều Noman em ơi. Rất là nhiều Noman. Nhà nhà Noman. Người người Noman. I'll take my wish. Dư 2 giờ hơi sớm nhỉ, nhưng mà thôi lên được. Có gì thì... Các bạn tím. Trong bộ tướng hơi kỳ tí nhưng mà sao vẫn chơi được. Có gì chơi nấy thôi. Tuần này chơi một cái đồ bôi mana nữa, ném cho Nakot. Xong luôn. Trong game luôn. Chắc là mệnh hơi thừa tí thôi nhưng mà không sao. Chơi thì thế như không thấy con Yon nào không nhỉ. Thấy giờ rốt không thấy con Yon nào. Rất là ít Yon. Nhưng mà các bạn khác cũng không ai chơi Yon mấy nè. Trận người chơi cung cũng được á. Thôi chơi hắc ám luôn, không cần nghĩ dài như thế rồi gì gì được nghĩ nữa. Yon gì giờ này nữa anh em ơi, này hắc ám thôi, ám chắc luôn, chắc luôn. Diêu vẫn đang ngon. Làm gì đấy rồi. Lão cũng đánh trận này được. Quét sang này nổ đi. Ơi giời ơi, tự nhận ra quả thương này uy tín quá anh em ơi. Biết phải đánh gì luôn. Biết phải đánh gì liền. Mà con butterfly này đầu game cũng khá là tín này. Trông cũng khá đáng sợ. Hơi hơi Long 2 mình cũng đánh được. Bây giờ thiếu một đồ 40 mana. Thì là cái đồ mà búp giáp, à búp giáp búp mana cho anh em đứng lân cận ấy. Mình chắc là cần cái đồ đấy. Chỉ được đúng đồ đấy thì tốt. Hai truy hồn cũng ngon, hai truy hồn đi. Để giáp hoa mệnh. Hai truy hồn. Diêu đi. Diêu tu len, diêu cũng được. Trách thương. Nhờ cũng trách thương cũng quan trọng lắm. Hai con này xong này đi. Không, đánh bắt bên này nộ đẹp hơn. Bên này nộ vẫn đẹp hơn. Khỏe quá nhỉ. Rồi đến cái lúc nó khỏe rồi thì cái rồng của đắc nó như hổ mọc thêm thêm cánh anh em. Hổ mọc thêm cánh, như rồng mọc thêm móng vuốt. Trời ơi, vẫn cần một đồ 40 mana. Không thì trận này mình có thể chơi nguyên tố này, xong rồi ngọc đại kia mình ném cho rồng này, xong rồi rồng cầm truy hồn thế thôi. Rồi con Nakot nó sẽ cầm một cái truy hồn nữa xuống chơi game vui vui cũng được, nếu mà không có mana anh em ơi. Có thêm mana đánh bán thần này, Nakot các thứ nhé.
Có thêm mana rồi là đánh bán thần. Bán thần được. Quét nộ cũng đẹp đấy. Sao con hôm nay mình ulti không chết ai nhỉ? Rồi lau cân hai. À chưa có con ấy à? Chưa có con mắt pháp bị viện còn lại. Taxi định ý là mua thôi. The thrill of battle. It's all I have left. It's all I have left. À một cái con lâu nếu mà đứng ở chỗ đấy nó không ulti chéo được sang bên con lâu bên kia anh em. Đứng chỗ đấy nó chỉ điểm yếu đấy thôi. Không đi phát, ok. Lúc này đốt được phát cuối không? Không kịp. Man 2 luôn à? Dreaming of a white Christmas. Drop roses. Chứ đồ bối mana à. On an open fire. The door to it. Did you know? Let there be speak. The universe. I am heaven's will. The door. The sun. Thống khổ được ấy, anh em ơi. Làm một tí thống khổ cho nó, cuộc đời nó thuận lợi. Ồ, nguyên thống 2 đang ok. Ta bán thần. Này chắc đi hơi yếu. À nếu mà bỏ con Illu vào không có pháp sư em ơi, bỏ Illu ra nếu mà không có đủ 40 mana, bỏ đủ 40 mana này tốt. Có không, có cái đồ này thôi à? Hai ngọc đại không cần lắm. Just another one champion sound. I'm gonna sell you up to get down. You're high in the world right now. This one sounding right now. Ơ nguyên tố kìa, ấy 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 bạn ơi, sao mình lại đốt qua bạn đấy? Có ấy rồi. Confidence is speaking. You're an American boy, American boy. Take me back to New York at the sea LA. Take me back to New York, I love to see LA. I really want to come pick it with you. You be my American boy, American boy. Thần nắc anh em ơi. Không kiếm lại con Arduin nhé.
Walking back to New York, love to see LA. I really want to. I'm picky with you. Hey sister, really, really nice to meet you. I just met this 5'7" guy, just my type. His confidence is peaking, his one of them is leaving. Don't like the way you look, it's all better than my type. Come on. Another one champion sounding the sound about to get down, get down. We're higher than the world right now. You're my American boy, American boy. Take me back to New York, love to see LA. I really want to be here with you. You're my American boy, American boy. Thiếu đủ 40 mana. Chút 40 mana nữa anh em ơi, cho Illu này vào được luôn đấy. Asuka chắc không gần đến 2 rồi nhỉ, nhưng mà con nắp này còn 6 con, mình sẽ cố gắng kiếm một con nắp đi, nhưng mà Asuka 2 nó đến rồi. Nếu mà chơi Asuka 2 thì mình không chơi được bán thần. Ờ, vấn đề như vậy. Bởi vì mình tốn tiền anh em ơi. Con thây này ngon. Justice reigns supreme. Chắc là khả năng mình sẽ lên 9 thôi anh em ơi, không tìm ra nắp rồi. Cũng không tìm được lại con Anduin nữa, nên là 9 chiêu chiêu. Anh nguyên tố thì nguyên tố cũng được ta, nguyên tố cũng được. Nếu trận này không ra đồ nữa, nguyên tố mà có thương thì thực ra đánh rồng cũng ngon nhỉ. Nếu nó ra đủ 40 mana nhưng mà nó ra đủ 40 mana kia thì sao anh em? Adui này, cái đồ 40 mana còn lại thì sao anh em? Sao như vậy thì sao? I met this guy who's just 5'7", just my type. Like the way he's speaking, confident he's speaking. My American boy, American boy. Thằng nào cũng rồng 2 rồi, mình cũng thích ưu tiên cho con rồng một chút. Có tội chứ con nắc này là hơi thiếu đam anh em ơi. Asuka 2 đấy lại dễ thôi, trái chơi. Bú nhiều. Thú nhiều ra đánh hắc ám kìa ngon em. Làm ra đánh hắc ám nguyên tố đi. Bán thần làm gì đâu nhỉ. Anh bán thần tiếp. À đây rồi. Ok. To New York, I love to see LA. I really want to. I'm picky with you. You'll be my American boy. Không ra đồ mana kia anh em ơi, chúng ta ngày trận này sẽ chơi Thên này. Thên cái đồ kia khá là ok. Thên ba đồ đấy cũng được. Hoặc là ba đồ đấy cũng được. Ba đồ đấy cho Thên. Trời ơi, rồng bạn ơi, rồng mặn thối này. Đám chính của mình đấy bạn ơi. Một phát đánh thường, rồi thôi, cũng tạm được hai phát thôi. Rồi, sống lại đi, đánh thường nó chết. Dính truy hồn, nhưng mà mình còn hai truy hồn hai bên. Đừng. Đừng bạn ơi. Má phát đấy rồng mình thổi xấu ạ. Nhưng may bạn này cũng chưa có gì, mình có Noman thôi. Noman các thứ thôi. Nhất quyết không ra đủ 40 mana kia rồi. Tôi mẹ cái đi, cái bà nó đi. Anh ta sẽ bỏ bán thần trận này vậy. Ta thù đẹp nữa.
Take me to New York, I love the CLA, I really want to be with you. I am the Ghost Walker. À, pha này thổi giữa là chết này. À, ấy thổi giữa đúng đúng chết luôn. Rồng bị bế. Ôi giời ơi, hai lần rồi anh em, sao nhở? Rồng dạo này bị giảm sút EQ thế nào ấy. Thật đấy, làm sao ấy. Đấy mà thổi thấy được. Trời ơi. Má nó bực không ạ? Dòng ngu này. Stupid Dragon. Sao? Ông bạn nó vừa đó vừa đi rồi. Con cắt trận này thì đã không được uy tín lắm nhỉ. Luôn đi. Smack this guy is 5'7". This is just my type. The way he's speaking, he's confident, he's speaking. You're my American boy. Đi đi. Bà nhà ngươi. The universe unfolds. Lights is fleeting. Lights. Darkness is forever. I really want to compete you with you. Not in my American boy, American boy. Take me back to New York, love to see LA. Không về cũng được, con rồng không cần lên ba. I really want to. Trận này khá là cẩn thận đấy anh em ơi. Trận này này thừa sự cẩn thận đi chứ. Dấp dấp cẩn thận luôn lắm rồi đó. Thôi mà đánh bên kia. Thổi đẹp này, thổi đẹp này. Chết luôn. Đúng vậy anh em ơi, đúng vậy đó. Có lẽ chưa uy tín lắm đâu, mình cảm giác mình có thể giết được nhiều bạn hơn. Cân nhắc lại một chút nhá. Đã mình có thể khỏe hơn được pha đấy anh em ơi. Bạn kia thì vẫn còn chưa trợ thủ. I met this guy, it's 5'7", it's just my type. Like the way he's squeaking. Đừng có sách thánh này. Thêm bộ được nhiều đam không? 15.000 đam cũng tiền. Có một cái vấn đề là bạn con cát kia bạn ấy cho con cát bạn ấy bay xuống dưới anh em ơi. Nên là con rồng mình sẽ khó để dính truy hồn vào con mon cát đấy. Sao mình phải có con thên nữa, thên sẽ bổ một pha truy hồn khá là lộn xộn nữa. Cái đội và chúng bên kia. Nhất quyết không ra ấy rồi anh em ơi, chúng ta nhất quyết không ra một cái đồ 40 mana nào cho mình cả. Close your eyes. Thêm cho này nhé. Beautiful, 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 beautiful boy. Tốt đẹp này. Nó có chùi nhau. Now.
Téo, 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 téo. Ui, thêm thổi được một bần phát đấy. Ôi sao cũng thêm mình chán nhỉ. Đập được một phát nào ta. Mấy bạn kia bạn ấy chơi mình tan nát luôn. Game mình gặp bạn à, công an xóm rồi. Chắc bạn này gặp Năng Nguyễn. Hay nhé. Đồ con cát đấy. Thách Thánh nhá. Tăng góc này cho con này đẹp hơn. Thêm kia chơi. Chọn là quả thêm một này nó hơi yếu anh em ơi. Thêm một con cắt một này nó hơi yếu. Rồng thì không cần lên đâu. Không đổi đâu, mẹ không đổi đâu. Con cắt mà thêm thì mình sống lại được này, một bồ này. Nhưng mà cũng khả năng thua bọn này mất rồi. Khó anh em ơi, bỏ cuối mình không kịp lên một con gì, không kịp lên một con cắt 2, một con thên 2 gì đấy. Không kịp lên cả voi 3, không có một con gì cả. Nên là hơi yếu ớt một tí. Kia thì khá đẹp. Đấy, lên vội được một con gì đó là ngon. Tiếc không? Vậy thôi anh em ơi, nên kết thúc rồi anh em ơi. Gặp lại anh trong các clip lần sau nhé. Bye bye.